Xin chào các bạn, trước mặt mình đây đang là hai cái cục pin dự phòng của Bisen, một cái là mini mirror và một cái là led alu. Thì cả hai đều có dung lượng là 10.000 mAh. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Thì đầu tiên mình sẽ mở hộp cái cục mirror trước. Và cái cục này thì dày hơn cái cục alu. Thì mình muốn xem được sự khác biệt như thế nào. Trong hộp chúng ta sẽ có cái cục pin. Theo như ngoại hình thì mình nghĩ nó to lắm, nhưng mà thực tế nó chỉ có một cái khối vuông nhỏ như thế này thôi. Và về đó là sẽ có một cái sợi cáp đi kèm là USB-A và micro USB. Mình cũng mở tiếp cái cục led alu ra luôn. Rồi, thì cái cục này nó cũng có đi kèm cái sợi cáp USB-A, micro USB. Rồi như các bạn thấy cùng một dung lượng 10.000 mAh, nhưng mà cái cục mirror thì nó nhỏ hơn. Tuy nhiên thì chính vì nó nhỏ nên là cái kích thước nó dày hơn. Trong khi đó là cái cục led alu thì nó mỏng nhưng mà nó to. Đối với cái cục mirror thì nó cái mặt gương ở hai mặt như thế này, thì như tên gọi mirror nên chúng ta có thể soi gương trong đây, cũng như nó sẽ là kim cái phần màn hình để mà hiển thị cái thông tin của dung lượng pin bên trong. Thiết kế thì mình thấy nó bao quanh nó là phần hợp kim nhôm khá là chắc chắn, cùng với đó là những cái đường cắt diamond cut nhìn cũng khá là đẹp. Mình đang trên tay phiền màu đỏ, Bisen họ làm rất là nhiều màu khác nhau. Tiếp đến là về các cái cổng kết nối, chúng ta sẽ có hai cái cổng output là USB-A có công suất là 5V 2A là 10W. Cùng với đó là chúng ta sẽ có tới tận 3 cái cổng input khác nhau, USB-C, micro USB và Lightning. Và cả 3 input này đều vào điện tối đa là 10W. Có cổng Lightning in thì mình khá là thích, bởi vì đối với những người xài iPhone á, thì chúng ta chỉ cần một sợi cáp Lightning thôi, vừa sạc ra cũng như vừa sạc vào, mà không cần phải nhiều sợi cáp khác nhau. Tổng công suất của cái cục pin này có thể đáp ứng được là 10W, cho nên là nếu các bạn cắm hai cổng A đều xài cho hai thiết bị khác nhau, tất nhiên sẽ bị chia công suất ra. Đó cũng là một điểm cần lưu ý. Tiếp đến với lại cái cục led alu, các cái cổng cắm thì nó được bố trí thẳng hàng nhau, thì chúng ta cũng sẽ có hai cái cổng USB-A ra điện công suất là 10W, tương tự với lại như cái cục mirror kia. Và chúng ta cũng sẽ có ba cái cổng kết nối input cũng là 10W luôn, USB-C, micro USB và Lightning. Cục pin này không có nút nguồn cho nên là chúng ta sẽ có cái thao tác thông minh, đó chính là lắc cái cục pin để mà kích hoạt cũng như là xem phần trăm trên đây hiển thị trên cái màn hình này. Thì cũng như là chỉ cần cắm qua cái cổng USB-A là pin đã có thể tự sạc cho thiết bị rồi. Theo mình thì cả hai đều có thiết kế cứng cáp vì nó chủ yếu làm bằng kim loại nhôm. Như vậy cũng là một hạn chế khi mà nó không có những cái miếng đệm cao su, cho nên các bạn để lên một mặt phẳng thì có thể một thời gian sẽ bị chày, cũng như cái bảng mirror rất là đẹp. Nhưng mà nếu cái mặt kính này mà để trực tiếp xuống mặt bàn thì nó cũng chày. Theo Bisen thì cái cục pin, cái lõi bên trong là lõi polymer cao cấp, thì nó có chu kỳ sạc lên tới 1.000 lần, cũng như là cái thời gian chờ của cục pin lên tới 12 tháng. Cho nên sẽ không có cái tình trạng là bị kiệt pin hay là chết pin nếu mà chúng ta để lâu không xài. Ở phía sau cái thông tin của cục pin thì sẽ có các cái chứng nhận về chạm mạch, chống cháy nổ hoặc là bảo vệ dòng để mà sạc cho các thiết bị ra điện áp nó phù hợp. Với cái công suất 10W nó không cao, nhưng mà đây sẽ là những cái cục pin rất là cơ bản để các bạn có thể sạc được cho các cái thiết bị phụ kiện cũng như các thiết bị smartphone bình thường thôi. Ví dụ như những thiết bị về Bluetooth, tai nghe hay là những cái smart band cần những cái điện công suất thấp, thì cả hai cái cục pin này đều có thể phục vụ để sạc cho những cái thiết bị đó. Và cái điểm mình rất là thích, mình nhắc lại, đó chính là cái việc hỗ trợ nhiều cái cổng input, đặc biệt là cái cổng Lightning input. Đối với những người dùng iPhone thì chỉ cần một sợi cáp Lightning thôi là đủ. Thì tóm lại, cục pin Bisen Mini Mirror và led alu là hai cục pin rất là cơ bản, cũng như là có thiết kế đẹp, cứng cáp, nhỏ gọn đối với lại cái dung lượng 10.000 mAh của nó. Và cái mình thích nhất vẫn là cái ba cái cổng input khác nhau để mà các bạn có thể dùng bất kỳ sợi cáp nào để sạc vào cũng được. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.